Đây là cây lan hoàng hậu, ra giá hành nhóc ở trường tốt dễ sợ. Gió thông nè, đây là gió thông. Phía bên trong này bột dừa nè, vỏ dừa nè. Vỏ dừa giá hành ra tốt ghê. Xây một vòng cho mọi người xem. Đó, có phần nè. Cây lan này bán ra lại là 350 cho đến 400. To thế này giờ bữa nữa ra hoa đẹp lắm mọi người. Giá hành nó ra tốt như vậy là cái thân nó mập tốt. Có mấy mọi người xem cái lá nữa, giống như lá phát tài á mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video về cây lan hoàng hậu của mình nha. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.